ông này là dùng cái gì trong đó không? Nhìn nó dài dài ha, dẹp dẹp ha. Các bạn cũng biết rồi ha. Đây, ống xả. Ống xả xe gì đâu. Đập hợp ha. À, cái mô Windows X sao bạn? Nó gọi là ống xả. Mình hay gọi là bô ha. Đây là quy mô của Windows X mà mình mới vừa đi lấy hàng về. Đặt khoảng gần 3 tuần mới có được cây mô này. Mục đích mua cây này về là để gắn xe nhà ha. Gắn cái xe Windows phiên bản đông. Cái tiếng mô và cái kiểu dáng của cái Windows X này cũng về lắp xe nhà chơi thôi các bạn. Chứ cái này thì anh em nào có nhu cầu thì cứ bay thẳng vô trong hết đặt một cái mô về gắn thôi. Thì bên mình có bán cái này. Cái này ai cũng có thể đặt hết. Về chủ yếu gắn chơi thôi. Thì nhà có chiếc Windows X rồi thấy nghe âm thanh nó hay quá với lại cái kiểu dáng nhìn nó chất quá. Những gì mà anh em đang quan tâm thì ở đây mình sẽ xem tiếp tục. Để cho anh em nào có nhu cầu thì mình mua về mình lắp mình có thể tự lắp luôn cũng được. Windows X cho xe Windows gọi là Windows cũ luôn nha, trở lại ha. Windows X gắn cho Windows cũ nè. Nếu mà mình gắn một mình á, mình bắt cái con ốc ở đây cho nó giữ trước. Mình ra thì trước mình gá hai con ốc thì cái cổ bô ha. Cái cảm biến nhiều. Giống như cái xe giống như cái bô xin. Đây nó sẽ có cảm biến và gắn cái cảm biến vô rồi xong rồi bắt hai con ốc hay cái bát của bộ này. Hoàn toàn đúng zin luôn các bạn, không có chảy cháo gì ha. Rồi đây mình
đơn giản, mình mua về mình tự lắp đặt luôn cũng được, một mình gắn luôn cũng được. Giờ gá con ốc ngoài sau bô cho nó cố định cái bô lên trước. Đó, rồi mình sẽ thao tác ở phần con bô này, để mình gắn luôn, không cần phải hai người gắn được, một mình gắn cũng được. Con gắn thì tháo luôn cái miếng trắng bùn này ra luôn cho dễ làm. Biển này để luôn, gắn nó hơi dướng dướng xíu rồi. Rồi ok, xong phần đầu. Gia cố ở chỗ đó nó đúng luôn á. Nói chung là đúng như cái lỗ ốc đều giống như cái bộ xin của mình đang mẫu ha. Lỗ ốc rồi y chang nhau á, không có gì gọi là khác biệt, chỉ khác cái kiểu dáng và cái âm thanh thôi. Gá lỗ ốc đó luôn, gá lỗ ốc cho này luôn. Có thằng cần thay ốc không? À, một điều sự thay đổi là bạn phải thay con ốc dài hơn nha. Con này 8 ly 2 phân thì chắc lấy con 8 ly 3 phân hoặc 4 phân đi. Bắt nhiều nó thôi, nó không tới. Ốc viên gắn không tới ha, mình phải thay ốc khác. Rồi, 3 phân là vừa. Bô ngoài nha các bạn, chưa có chụp đuôi bô ngoài sau luôn nha. Thông tin đến các bạn để các bạn nắm bắt được cái giá của cây bô này là 2.361.000, mua tại thời điểm 28 tháng 8 năm 2019 nha. Thời điểm hiện tại là 28 tháng 8 2019, mua cây bô này với giá là 2.361.000. Còn trở về sau thì mình không biết nó có thay đổi giá chứ cả gì ha. Do đó các bạn, khi nào các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với bên Head Honda, người ta sẽ báo giá chính xác cho mình. Rồi bây giờ chuẩn bị test âm thanh cho các bạn nghe nha. Đây là cái bô zin của Winner X, độ trên Winner phiên bản đời đầu ha, đời đầu tiên. Rồi